Xin chào các bạn, video trước thì mình đã giới thiệu với các bạn về mâm lửa. Còn trong video này mình sẽ giới thiệu về vô lăng, hay còn được gọi là qua lăng mâm lửa của xe máy, một trong hai linh kiện để tạo ra điện cho xe máy. Mâm lửa mà không có qua lăng quay xung quanh thì cũng không tạo được ra điện. Qua lăng của xe máy thực ra là các thanh nam châm ghép lại với nhau để quay xung quanh mâm lửa. Trên tay mình đây là chiếc hộp đựng của chiếc qua lăng. Loại này là loại 6 cuộn dùng cho xe máy Way hay là Ram. Loại này thì thường lắp cho các xe Trung Quốc hay còn gọi là xe tàu. Còn loại chính hãng của Honda thì mình sẽ giới thiệu sau. Và nó cũng tương tự như thế này. Và bây giờ thì mình sẽ tháo nó ra. Thì đây chính là qua lăng của xe máy. Nó khá là lặng. Bên trong là 6 thanh nam châm. Bên ngoài thì được làm bằng thép. Và có một điểm đặc biệt đó là bên ngoài của qua lăng thì có thêm một cái cựa. Chiếc cựa này khi quay nó sẽ quét qua cục kích mà trong video giới thiệu về mâm lửa thì mình đã giới thiệu rồi. Như vậy là mình đã giới thiệu và trên tay cho các bạn xem về chiếc qua lăng của xe máy, một trong hai phụ kiện quan trọng để tạo ra điện cho xe hoạt động. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác.